Hôm nay thì Thắng sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách trang lưới tàng hình, là kéo lưới lên và hạ lưới xuống. Thì đây này, con chim này chim cu này, trò màu này, mỗi cá này mình đã bắt mấy bằng lưới nhá. Còn đây là chim cu ngói này, đó, chim ngọt sống nguyên. Còn đây là chim kia là trò màu đít vàng, còn đằng kia cũng dính mấy con chim trò màu đít vàng rẻ như con xem nhỉ. Đó, thì cái lưới bên mình cung cấp ở thị trường ấy, thì là những cái loại lưới mà bẫy chim trò màu, chim cu như này ấy, thì nói chung là lưới tổng hợp cũng có, mà lưới mà bẫy chuyên dụng cũng có. Thì mình cắt là giáp lưới theo yêu cầu của khách. Khách nào mà có nhu cầu mà đặt lưới là ví dụ bao nhiêu mét ấy, 5 mét hay 10 mét hay 20 mét ấy, thì báo mình sẽ giáp lưới theo yêu cầu cho các bạn. Lưới mình ấy thì mình luôn luôn thắt chống gió, các bạn xem này, thắt chống gió 50 phân đến 1 mét 1 này, đi 2 dây viền dưới hoặc viền trên mình sẽ thắt chống gió. Lưới thì mình sẽ làm túi sâu như vậy cho các bạn, đảm bảo cho các bạn là khi mà trăng lưới lên một cái là túi nó ra thịt này, đó, thịt sâu các bạn xem nhé, 30 phân, lưới viền trên cũng thế, sâu 30 phân. Lên chim khi mà đã vô là không bao giờ ra được. Đây con cu ngói các bạn xem này, đó, để mình gỡ con chim này cho các bạn xem nhé, chim không hề bị sát thương nhé. Cái lưới này á, đánh từ chim sẻ luôn, mà các bạn xem dính chim cu này, dính chim bồi cá này, rồi cu ngói này, chim chó quạch, chim đằng kia là chim sẻ và chim chó quạch, mà lưới không hề bị rách nhá. Nếu mà dính thôi thì các bạn gỡ từ từ thôi là cũng được. Đó, mình sẽ cho các bạn xem. Rồi, con chim này là con chim cu ngói này, còn ở trên kia là chó quạch. Lưới mình làm á, là mình đi dây cho các bạn ấy, là mình làm viền trên là luôn luôn là có thắt chống gió. Còn phần lưới này khi nào các bạn muốn gỡ chim ấy, thì các bạn hạ cái dây đồng đọc đằng kia xuống, để lưới nó trùng xuống, là các bạn gỡ chim viền trên được. Các bạn xem nhé, các bạn đứng đó chờ mình ra gỡ chim cho các bạn xem. Về phần lưới cu hoặc là lưới ga rừng ấy, lưới ga rừng thì đặc biệt là bên mình làm cho các bạn, mình sẽ nhuộm cho các bạn đúng màu chuẩn của nó luôn. Còn những cái loại lưới mà lưới tàu màu hay lưới cu hay là lưới chích chòe hay là lưới chim đêm ấy, mình sẽ nhuộm bằng cái loại màu là gọi là màu Thái. Cái màu đó là mình bao cho các bạn luôn. Khi các bạn mà ra ngoài trời đánh ấy, trong thời gian là độ khoảng cỡ 4 tháng lưới không phai màu nhé, không như là cái lưới ở bên ngoài thị trường nó bán một thời gian phai màu. Còn thứ hai nữa là cái lưới mình nhuộm cho các bạn á là không bị mục. Đó, các bạn biết sao? Cái lưới mà các bạn mua ngoài thị trường nhiều khi nó nhuộm có chất axit giống như là thuốc nhuộm tóc ấy, nhuộm một thời gian là cái lưới này nó mục. Còn cái lưới này mình để là các bạn nhuộm là thoải mái, không bao giờ bị mục nhá. Đó là chim bồi cá cái thứ này, đó mình bắt nó chung này. Một ngày mình đánh thì mình lựa thế, ví dụ các bạn xem này, bên kia là một thế là thế của cái cây, bên này là thế của cái cây, chim nó sẽ hay bay về cái tầm ở giữa lòng như này. Đó mình sẽ bắt ở chim ở giữa lòng. Đó còn phần túi là mình làm, các bạn xem đấy, nhìn rất chi là đều nhá. Bắt trào mà, bắt chích chòe, bắt chim bồi cá không bao giờ ra được. Đây là con bồi cá. Lưới á, thì trăng á, thì đêm thì các bạn chỉ cần hạ hai cái đầu dòng dọc, các bạn cởi dây ra để cho nó tụt xuống. Như vậy là lưới sẽ không bị dính thôi. Rồi sáng ra các bạn lại cầm cái đầu dòng dọc các bạn kéo lên là xong. Đơn giản lắm. Còn về phần lưới ga rừng á, thì mình cũng có hướng dẫn với các bạn luôn, là bây giờ nếu mà bạn nào đặt lưới ga rừng á, thì mình sẽ cung cấp cho tấm cho các bạn. Nói chung mình đổ lưới cho các bạn là mình bán giá xỉ, giá rẻ để các bạn có thể lấy về các bạn sử dụng, chứ không phải là mình bán lần một lần hai, bán cho các bạn xong rồi là thôi. Có nghĩa là bán là khách là mình là gửi gọi là làm ăn lâu dài đấy. Còn lưới ga rừng thì các bạn khi mà các bạn nào mà đi trăng ấy, thì mình cũng có hướng dẫn luôn, nhưng mà video sau thì mình sẽ hướng dẫn về lưới ga rừng tốt hơn. Còn video này thì mình cũng hướng dẫn sơ qua là khi các bạn trăng lưới ga rừng ấy, các bạn lựa những cái thế nào nhá, mà con gà rừng của nó chạy vô, gà rừng là nó có đặc tính là nó hay hoảng, nên là khi mà các bạn lùa nhanh quá là nó sẽ bay lên trên. Hoặc nếu mà nhìn thấy những cái bụi như này này, các bạn đừng trăng vào bụi. Gà rừng nó khôn lắm, các bạn trăng phải trăng chỗ thoáng. Đó, nên là khi mà thoáng là gà nó chạy về, các bạn lùa phát là nó phi vô luôn. Còn phần mà nhuộm màu lưới gà rừng ấy, bạn nào mà có cần thuốc á thì cứ báo mình sẽ hỗ trợ thuốc cho, mình không có tính tiền đâu mà sợ, yên tâm đi. Thì cái phần thuốc là các bạn đừng có nên nhuộm bằng thuốc nhuộm tóc nhá. Lưới mà nhuộm bằng thuốc nhuộm tóc á, nó có chất axit, một thời gian là lưới nó mục nhanh lắm hoặc là nó phai màu. Còn nếu mà muốn nhuộm sang màu đất á, mình chỉ các bạn là nhuộm bằng lưới gà rừng á, các bạn có thể lấy vỏ tràm hoặc vỏ bằng lăng á, các bạn đập nhuyễn ra. Đó, đập ra xong rồi là các bạn cho vào xoong một lồi đó, các bạn cho khoảng một vốc thật to cái thuốc nhuộm cái lá của cái cây bằng lăng vô, sau đó là các bạn đun nước sôi tầm 2-3 tiếng là bị nó đen. Thì đây là con trào màu.
các bạn xem. Đó thì đây mình sẽ thả con chim báo cáo cho các bạn xem này. Chim không hề bị sát thương nhá. Đây con chim báo cáo mình sẽ thả cho các bạn xem này. Nó bay. Đó, các bạn thấy không? Đó, này, đây là chim cu nhá. Các bạn xem. À, mình thả cho các bạn xem này. Đó các bạn xem nhá. Đó. Nó bay qua lưới là dính này. Rồi nó bay về bên kia rồi. Còn đây này cáo quạch và chim chèo màu đít vàng. Còn đây là chèo màu đít đỏ. Đó thì bạn nào có nhu cầu mà sử dụng lưới á thì liên hệ với mình rồi mình hỗ trợ cho phần lưới là mình ráp luôn luôn là chống gió rồi đi viền cắt dây bo viền viền bên ngoài đầu của cái lưới mình sẽ làm những cái khuyên tròn như vậy. Các bạn chỉ cần xỏ vào cây sau đó các bạn dựng cây lên là các bạn đánh thôi. Nó còn về keo bẫy chim bên mình cũng có bán nhá. Keo bẫy chim thì một hũ là mình cung cấp ra thị trường ấy là tùy thôi, thường là hũ lớn thì bao cho khách đánh đầy đủ luôn, còn hũ nhỏ thì nhiều khi đánh được một cây thôi. Còn phần âm thanh ấy, thì bạn nào có nhu cầu mà muốn cần đến âm thanh tiếng chim gì á thì cứ báo mình sẽ hỗ trợ âm thanh cho các bạn. Các bạn cứ comment dưới video của mình hoặc nhấn nút like và nhấn nút theo dõi, mình sẽ gửi link đao tiếng chim chuẩn, tiếng chim VIP theo mùa vụ cho các bạn để các bạn có thể bẫy được tiếng cuốc, tiếng cút hoặc là tiếng cúm lúm gà lướp đó, gọi là gà lướp đó, hoặc tiếng gà mái rừng. Đó đặc biệt là tiếng chim chích rẽ các thứ là mình cung cấp cho các bạn đầy đủ. Đó thì rất hy vọng là còn phần loa thì mình có cung cấp luôn nhá. Nói chung là bên mình đầy đủ về thiết bị chim hết, cút rồi loa cút, cung cút rồi lưới gà, đặc biệt là cái phần lưới chim là mình chuyên dụng vào cái lưới gà. Lưới gà thì là bao cho các bạn đánh luôn trong thời gian 4 năm không mục. Tại vì mình nhuộm là dùng cái loại hợp chất của cái hàng Thái, mình nhuộm là cái màu đó mình nhuộm áp suất cao nên là cái lưới nó sẽ không bao giờ bị phai màu. Các bạn xem đây, lưới này mình trăng cách đây 3 ngày nhá, nhưng mà để tầm 1 tháng 2 tháng nó cũng không bị phai màu như là cái lưới bên ngoài thị trường. Bên phần giao hàng thì mình sẽ chuyển phát nhanh hàng trong toàn quốc, giao hàng tại nhà cho các bạn, sau đó là mình sẽ thu tiền tại nhà luôn. Có nghĩa là nhân viên bưu điện nó sẽ giao hàng cho các bạn rồi nó sẽ thu tiền dùng mình luôn rồi nó sẽ hoàn lại cho mình. Nên cái phần mà chuyển hàng đi á, các bạn yên tâm đi, bên mình làm ăn là uy tín, cung cấp hàng cho khách với mục tiêu hỗ trợ cho khách có hàng xài. Đó, làm hàng á, là mình phải làm uy tín lần này lần sau chứ không phải mình bán hàng giá cao hoặc là mình làm hàng bậy bạ mình bán lần một lần hai. Đó, các bạn cứ gọi cho mình 24/24 nhá, trừ buổi tối thì mình hay nghỉ ngơi một chút thì mình có khi là tắt máy thôi, còn các bạn cứ gọi cho mình lúc nào cũng được thì mình luôn luôn hỗ trợ, sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn. Nếu mà có thắc mắc gì ấy, muốn hỗ trợ ví dụ như là lưới gà rừng làm như thế nào hoặc là như nào, các bạn muốn hỏi lưới chim trăng như nào hay gì đó hoặc tiếng chim gì, cứ gọi điện cho mình sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn, không có tính quý tính gì nhá, luôn luôn nhiệt tình nhá. Cái phần đó là phần hỗ trợ khách để anh em có thể biết thêm về kiến thức để có thể là đánh chim tốt hơn thôi. Đó đây các bạn xem này, viền chống gió luôn luôn này. Đó, với lưới gà rừng là mình luôn luôn phải làm hai viền chống gió nhá các bạn. Còn lưới chim thì chỉ cần một viền thôi là được rồi, tại vì nếu chim thì nó không có như lưới gà thì mình phải kéo đi. Đó, còn ví dụ mà lưới gà mà bạn nào có nhu cầu mà muốn phải thắt chì đi viền dưới á, hoặc là lưới trồn á, lưới gà là mình luôn luôn là mình đi chì ở cái viền dưới cùng để các bạn thả lưới ra là lưới tự động nó rớt dưới đất, các bạn hiểu không? Đó, nên là khi mà đánh là rất tiện cho các bạn. Đó thì mọi chi tiết thì xin liên hệ vào website vuarừng.com hoặc là comment vào video của mình hoặc liên hệ qua số điện thoại 0164222 0162. Cảm ơn các bạn nhé, chào các bạn, chúc các bạn thành công. Đây con chèo màu đít đỏ. Nói chung một ngày mình bẫy thì chim mình chỉ bẫy vui thôi chứ còn mình chả bắt mấy. Đó rồi nhá. Rồi đó, bạn nào có nhu cầu liên hệ lưới gì thì liên hệ mình qua số điện thoại mình đã đọc nhá. 0164222 0162 nhá. Mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho các bạn. Phần lưới thì cắt xỉ lẻ nhá. Giá mình bao các bạn là giá mềm, rẻ mà hàng làm cho các bạn là hàng chất lượng, không hề ăn gian. Hàng mà nhập về mà nếu mà bị lỗi hay gì á, các bạn báo lại cho mình, mình sẽ hoàn lại tiền cho các bạn hoặc mình sẽ bảo hành cho các bạn trong thời gian 4 tháng. Lưới thủng các bạn mua về lưới bị thủng hoặc là bị hư hỏng gọi lại cho mình sẽ bảo hành nhá, không sao. Rồi chào các bạn nhé, mình sẽ có lốt những con chim này.